Xin chào, chào cả nhà. Chiều chủ nhật bữa nay có hai nhóc ở nhà, rồi chiều nay lên hái dâu. Hôm qua thứ bảy cũng nghỉ học, chiều hôm qua có hai chị em lên hái dâu, cũng hái lựa là những cái trái bự ăn rồi kiểu như là mình thấy nó hái không có kỹ, rồi bữa nay hái lại chứ để nó hư. Đó. Rồi đây là mận hái, hồi nãy hái dưới lầu nè. Mình ra ngoài cây thấy có trái mà để trên cây có trái nó chín gì nè, ăn rất là ngọt luôn. Nó mình để trên cây mà nó chín gì thì ngọt, mà mình hái xuống mình để thì ăn nó chua hơn. Cho nên hồi nãy thấy cũng có chín mấy trái rồi hái nè, rồi lên mình ăn ăn với mật, ăn với dâu tây. Rồi hồi hái dâu tây mình ăn dâu tây hết. Cái này chan muối, muối này muối muối tôm tự làm, thêm sữa bò, sữa ông thọ, sữa đặc á. Rồi giờ mình đi hái dâu tây ha. Đó, chuẩn bị cái mâm. Đó, anh nhóc nãy giờ đứng đó tháo bao lưới. Bữa nay không cái đi học ở nhà nó mới lên phụ đó. Chứ không thì dễ gì. Hôm qua hai chị em có lên hái ăn rồi, nhưng mà kiểu như là chỉ lên hái á, lựa rồi những cái trái chín bự rồi ăn thôi, chứ còn không có hái kỹ á, mình sợ nó hư, mình không hái lại là nó hư, cho nên hái lại. Mình làm muối á, mình xào muối cho tôm này nè. Anh con mình anh thích ăn ăn không lắm, lâu cái nó mở hũ ra cái nó bóc nó ăn không. Bữa nay lớn rồi, biết mắc cỡ. Là ớt xịt băng mà ma toàn khơi đi, mà má xài. Mình xem toàn mà xài, tự nhiên xe rồi. Nông quạnh. Nhìn nông xùm hồi nè. Có cái cây đây nè, nó có trái bốn bên luôn. Nã hào không? Tàu không? Cái dâu đây á, mình hái buổi sáng thì nó rất là giòn, mà hái buổi chiều nó dai lắm. Có trái dâu bạch tuyết đào nè, nó bự không? Mà má kinh này chẳng là của thiên ngon. Mình của thiên hoa không? Xuân lì lên không? Thôi xin lại ăn. Ai chứ lì hậu ít cơ mấy tà khai băng là má khai sao? 我这一只手啊怎么帮你那你不会拿放下来你妈妈说会倒掉你不听话真的不会倒那还有几个帮我打开袋子 Cái trái này là dâu bơm nè, nó bự ghê không?
chị hai nữa mà đang học bài, đang làm bài. Con kêu thôi mẹ lên trước đi, con làm xong rồi con lên. Bữa nay tới mùa này nó nóng dữ lắm, nóng luôn. Cho nên là một ngày mình tưới ra 2 lần. Bữa nay tưới chỉ có 1 lần thôi, cho nên là dâu nó hơi bị héo. Ở bên đây nóng lắm luôn, 30 mấy độ, 32, 33 độ. Kêu qua tôi bưng bưng mâm không cho bưng qua ngồi đó ăn. Qua bưng mâm cho mẹ coi. Con lại tăng vào toàn hồ mang. Để cho phụ vô. Cái dâu này nó ra trái dài thì dài, nó thòng xuống này. Này nó ra ít, nó ra nhiều đẹp lắm luôn. Mình khóc qua lại á. Ừ. Sổ vô mô tao nó chẳng dặn cho bố giao tay chai xanh xăng cho anh tao sụt cho. Cái bông của nó, cái chùm của nó nhìn đẹp không? Nó một tí tỏ. Hái muộn quá đó. Ớt. Cái bông cái chùm này. Wow, đẹp quá trời không? Nghe nguyên chùm vậy nè. Ông bánh trà tới bên. Nguyên cái chùm dâu nè. Nó đi hình tô sọc ở nó cái phan xỉa này. Phan xỉa chị chưa ăn chiều này ha. Thôi mới cho anh bằng. Mấy cứ chị sao lâu quá vậy. Bây giờ mình chưa ăn à.
做寿司。 cái bạch tuyết vào đây nè, nhưng mà thấy trái nha, bông rất là nhiều luôn ha. Cái mấy trái này chín quá nè, nó chín quá nó bị hư. Chiều á, bên đây cái trên sân thượng của mình nè, chiều mà 5-6 giờ nó mới mát được, mặt trời mà xuống núi rồi á thì nó mới mát mát được, chứ không là nó hầm nó nóng lắm luôn. Mà đây còn trái chín mọng không nè, đẹp chưa. À, đi qua đây tấm lên chứ rồi nhảy trước lại. À, nãy cái lan đeo cho băng mà nãy chỗ băng chưa rõ chưa tiêu băng. Ủa, đây nó phía dâu đây nè, thấy khỏi đường nó chín là nó treo gì đây nè, nhìn thấy không? Vô á, ít khơ ừ, bút chưa tao ấy. Ấy nãy thanh chưa có lại mà không biết đâu, yêu sâu rồi sau sẽ biết. Nhỏ phong lý rất chắc. Nó của mình là nó cái quầy ba này sẽ trồng. Ờ. Cái mềm quá. Mai đến ngày nó chết đi. Trên đây nó chưa tháo vào lưới, mình tháo vào lưới nữa hả? Cho nghe rồi tiêu á. Ê, bây giờ nông rồi, tấn xếp tàu tiêu. Đây nhà xem giờ kiểu nó hạ nó tháo vào lưới rồi nó tháo trước, còn mình hái làm sao. Nó chờ ông nắng quá, tưới một ngày có một lần, không có nhầm dò gì đó hết trơn. Rồi cái nó héo, không đủ nước á, không đủ độ ẩm á, nó nóng quá nóng mà. Ở trong cái dàn thanh long ở dưới đây là còn đỡ đó, chứ mấy cái chậu kìa nó cái lá nó sụ sụ xuống. Mình tưới, mình đợi cho nó trời ổng hết nắng rồi mình tưới ha. Mà hay sư không? Mấy ba phạ nó kêu mẹ ơi, mấy con bù nhảy nó ăn đằng cà của mẹ. Ở trong đây nó trốn ở trong đây nhiều lắm. Sao sao mà cái ai xuống là mình lựa cái dâu nào mà ngon, rồi mình lựa cái dâu nào mà trái bự ngọt chín mùi mình ăn. Còn những cái nào mà nó nhỏ nó chua mình xuống mình ghim đường ha, mình ghim đường mình làm ăn bánh mì. Hôm bữa mình ghim một nồi á, ăn ngon lắm luôn, thơm lắm. Mình tự làm á, cái màu nó không có được đẹp như người ta bán, cái màu nó hơi tái một chút xíu. Ở ngoài người ta bán á, cái màu nó đỏ tươi à, còn mình tự làm không có đỏ gì đâu. Sao quá. Sao con bứt cái lá dục vậy? Sao cái mà bà đó bà tiêu tiêu à?
xách cái lá tí tô. Nó hỏi sao mà lá tí tô mà nó mọc ở trong cái kẽ à? Cái kẽ đây. Đây nè. Lá tí tô mình á, nó trong cái thềm đây nè. Nó chưa sao mà mọc ở trong cái lỗ kẽ đây. Chúng nó gấp hột xuống mà nó tự lên á. Tôi ăn. Trái này bự chưa? Hư nữa rồi. Trong này nó âm tầm, nó trốn ở trong này. À, những cái ngó đây là mình cũng cắt được rồi nè, nó cũng bự lắm ra đây. Làm gì á? Cho cho xà mòn. Cho theo cua. Cho tới tàu thang. Hả? Mày hơi cho tới tàu thang. Nó mà đi hai. Chứ xe tay từ này băng một mắt hao xuống lại. Rồi nó xì đèn phấn này bên phao này bên mà giao xíu. Ở bên đây nó bị hầm nhiều quá, trái nó hư nhiều. Nhìn chậm luôn. Sao tôi theo cu? Thật bên bên ở trên này mình kiếm thì cho. Đi bắt mấy con bù nhảy. Bù nhảy mà nó bắt cũng hay á chứ. Nó nhảy lanh lắm. Vô tấn lộn quầy nha bác sư. Mẹ cũng có trồng mấy cái cây lồng đèn nữa hả? Vô có đó. Có ăn không? Đây nè, cây lồng đèn lên. Đúng. Không biết bữa nay chích được mấy trái nè. Những cái đây là chín rồi nè. Mới chín được mấy trái thôi. Cái này tới mùa mà nó tới đợt mà nó chín rộ rồi hả? Ăn cũng không hết luôn á. Cái tân lũng ở bên đây là cái bằng tân lũng,
nó cũng giống như tiếng Việt của mình, cái đồng chắc cái đồng đèn á. Hả? Đây hả? Ừ. Nhiều chưa? Mấy con bù nhảy đó. Cái này phải xịt thuốc ha, không xịt thuốc không hết đâu. Mà nó bên người phần dâu à, phần dâu nó sẽ phân. Sáng phân, nó có xỉa thì nâng xưa ta xài xỉ lại. Dâu tôm á. Kêu coi cái trái cà nào ăn được á, hái đi. Rồi lấy thuốc xịt. Xịt cái trái cà đó. Chứ không, nó ăn hết trơn rồi. Còn được một trái á. Cái dâu bự nè. Chim ăn rồi. Sứ hồng. Rồi mình qua mấy bên đây. Chào xin quên không? Giờ mùa này á muỗi nhiều lắm luôn. Chậu ở trong đây mà tưới đó mà nó cũng không có phơi nắng nhiều đó, mà thấy nó rủ 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 chứ. Nhà thấy nó rủ. Anh bị héo héo hay sao, anh nhìn thấy thảm quá. Tại nơi bên có một phần lãn sơ đó. Lãn sơ hay lùi sơ đó anh? Mắt khăn khăn. Bữa nay ngày qua hai chị em lên cũng hái ăn rồi. Rồi bữa nay mót lại nè. Những cái trái mà hái không có kỹ á, rồi hái thêm cho cả nhà xem. Cái dàn dâu, dàn nho của mình á. Tưởng sao rồi cô xin nè. Bữa nay nó lớn được một chút xíu nữa rồi ha. Đó. Bữa nay nó bự ra một tí nữa rồi. Mình nói mình bọc lại mà chưa có bọc nữa. Thì bây giờ nó vẫn còn xanh á. Thì từ từ không sao, nhưng mà nó có đổi màu rồi bọc liền. Chứ không thôi chim nó ăn. Ở đây còn trái cái này. Tưởng sao mà có xi băng này nè. Hôm qua mình lấy cái bình thuốc cho nó nè. Đây, tôi nói là lưu sơ hay là lạnh sơ? Tôi nói là lưu sơ hay là lạnh sơ? Nó chỉ, nó nằm chơi đó, mình không thấy.
rồi mình hái thêm cà chua nữa ha. Cà chua chín rồi. Đây là cái cà chua mà mình trồng từ nhánh ha. Nó nhảy nhánh ra đó. Rồi cái mình cắt nhánh mình ngâm nước cho ra rễ. Hay là mình ghim xuống hẳn cái đất luôn. Rồi cho nó tưới nước thường xuyên. Cho chỗ chúng mát mát nó lên cái mình bứng ra mình trồng nè. Chào Trang. Con gái mình nó lên rồi. Chào Na Bia nè. Mình có phân xỉa rồi. Dạ. Nó sẽ xài phân xỉa. Nó có xài phân xỉa lắm. Có nhiều trái lắm luôn á. Nó rụng cũng rất là nhiều luôn ha. Cái cà này nó dễ bị rụng lắm. Hả? Đâu nè? Ủa sao mà? Chính nhiên bà ba dù quên nè. Thật sự biên chỉ nó mà to. Không. Nó bị hình tố phân xỉa, giáo bác sĩ xài phân xỉa. Nó đi. Không lớn. Đi hái, hái cà chua đi. Trời ơi. Kêu nó xịt thuốc. Cả nhà coi hàng con mình nó thấy cưng chưa. Mình kêu nó xịt thuốc rồi những cái trái cà nó bằng ngón tay cái nó hái hết trơn. Những cái cà đây, những cái trái cà đây sao ăn. Trời ơi. Ớ xin cho mất xài xéo xào đâu mà mất xóa nận xứ. Chứ có xóa mất xứ à. Nó mê ta cho. Những cái trái cà nè. Mình nói kêu cái trái cà nào mới bự ăn được thì xịt thuốc. Có thì mình hái trước đi. Trời nó mới mở mắt ra có mấy trái cà nó đem thái hết trơn rồi. Hết biết cà nhỏ không. Mặt trời xuống núi rồi. Giờ là nó mát rồi. Ý dạ, sợ xin. Sợ xin tía tàu. Nó chèo qua nó hái ra. Nó hái cà chua đó. Còn cà chua vàng bên đó nữa kìa. Gái. Nó khoảng có hình xỉa na bên hải dầu sổ tờ nè. Nó liền, đúng không? Khoảng sơ đó. Nó còn có mấy cây cà chua vàng bên đó nữa. Nếu qua hái. Ở sư, cô lại sư à? Trời, trên cái vườn rau của mình, trên thân thượng á. Chiều á nè. Phong thịnh đây cho mà. 5-6 giờ á, trời ổng mát rồi á. Rất là thoải mái luôn. Lên đây vừa ngắm rau mà vừa có trái cây đồ ăn nữa. À, cảm thấy rất là vui luôn. Rồi bữa nay có hai nhóc nữa. Mấy bữa anh đi học không có ở nhà. Rồi đi học về cái mệt không có lên. Bữa nay nghỉ ở nhà cái kéo lên đây. Rồi mời cả nhà cùng ăn ha. Cái này mận là cà chua. Cà chua. Cà chua. Cà chua là trang lòng 的意思. Cà chua sư phan xế sư trang lòng lý ngon không? Ngon không? Sao mấy gì? Hảo sư mát ấy ngon không? Hảo quên là sao mấy gì? Sao mấy bữa hảo chứ điện rồi hảo chứ. Cái trái dâu này nó rất là ngọt luôn. Có lấy xưa vô diễn ba hậu danh hắn hậu sư ừ. Rất là ngọt. Ăn
你不是在吃？这个人啊，吃的时候才上来啊，他根本就没帮到什么忙。放下去。好，拜拜。Thì chị nó tôi nói chị hai nó đợi tôi ăn nó mới lên không à. Nó làm thì không được nhiều hết trơn mà nó nói người ta. Sao chứ? Những cái thảo mấy đi ra, chào xin đi ngoài miền, cho cả nhà xem những cái trái dâu này, ớt, ớt, thế măng, hảo sơ măng, chứ thay đổi điện rồi, không tuệ, chứ thay đổi điện rồi chết là bột hiền, hiểu không, ngắt, chứ hình thèm. Bài chứ ạ. Mình nhìn anh nhỏ mình ăn thấy thèm lắm. Ăn chấm sữa à. Đồ chấm sữa chứ dâu mình cũng ngọt lắm. Cà chua nó cũng sắc nó chấm sữa. Dâu tây nó cũng chấm sữa. Mận nó cũng chấm sữa. Ti thì là thay cao rồi thôi. Ti tao quay bên lại. Hai chị em như chó với mèo vậy. Ăn rồi chọc nhau rồi lây lộn. Nhi chấm nhớ bả này cái thổ nhớ bả đeo à. Ừ, nó làm biến nó bỏ hết chỗ hồng nó nhả ra rồi. Nhưng mà chết nó mà xong à. Nó mẹ biết làm sao mà càn nhỏ không? Hỏi sao nó kêu cái người chồng á. Tại người chồng nó mới nhỏ. Mẹ ăn mận này mận chín cây ha. Ừ. Cái mận chín cây nó rất là ngọt luôn. Một mâm luôn. Rồi giờ hai ba mẹ con cũng ngồi đây nghỉ một hồi. Xong rồi mình đi tưới rau, tưới dâu ha. Chứ để chờ ông nắng mai mà tưới mới nó héo hết luôn. Bây giờ tới mùa nóng rồi, một ngày phải tưới hai lần, không có làm biếng được. Mà sáng lên hơi trễ cái nắng quá rồi không có tưới. Rồi cái để tới chiều là nó héo héo. Cho nên là ai mà trồng dâu trồng rau á ở trong thùng đó sang giống như mình gì thì nên ngày tới mùa nắng gì thì tưới phải hai lần, không tưới một lần, tưới một lần không thấm thía được. Rồi hôm nay lên hái dâu và mẹ con cũng thư giãn một chút xíu, ăn rồi cũng chia sẻ cho mọi người cùng chia vui. Hôm nay mình quay tới đây ha, chúc tất cả mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Rồi bye bye.